também. Nhưng mà đấy là bản cao là mới là nhỏ này, đôi khi thì là thẳng được, đừng đừng là to không là đâu là thẳng chân đấy, là đâu là thẳng chân như này thôi, toàn à, chúng ta vừa là vừa kéo thế thôi, này là cục khá là sâu rồi. Nhưng mà là trong khi chúng ta tập luyện là nó không xoăn ấy mà do chúng ta tập hóa. Đấy, và tiếp theo khi chúng ta làm là nó bị mà người đang đối với mình, người đang bị lỗi gì? Vâng. Thấy không? Mọi người thấy không? Cái đường này. Thấy không? Nó đang bị ép này. Thì tí nữa cái thắng nó cũng bị ép như vậy đấy. Đấy, nên là chúng ta là cái này thì chúng ta phải làm sao cho nó phồng tròn xuống. Đấy, tương đối là ok rồi. Đấy, vừa đấy nó ép nhiều quá. Thế ra là chúng ta sẽ liên kết. Liên kết ở những con viền này. Đó. Tùy cái tông, có những cái tông mà nó có phục, ép phục nó không phục đâu. Đâu phải tông nào cũng ép được phục đâu. Mà ôi phục bây giờ đẹp, đẹp hơn là ép phục. Nó sẽ có độ mềm hơn. Tại vì sao? Vì khi ôi phục thì mình hái non lắm. Còn khi mình ép phục mình hái sâu hơn một chút. Thì nó mới cục. Đấy, cố gắng làm sao nó tự nhiên làm như cái đầu mình làm cho mình làm cục cục giả nhé khách nhé. Đấy, mình cũng phải làm như vậy. Đấy nhé, bình thường nhiều người bị lỗi này. Đã liên kết gọi lên công viên trước và sau cho hai cái sóng này nó cân nhau. Đây như thế này, nó bị ép này, thì tí nó cũng ép như này. Chúng ta là tròn ra, cong tròn thì tí nữa nó sẽ phục tròn. Đấy, nó không sẽ nó cứ thẳng xuống, bóng ốp giống. Cao đấy. Vừa mình hóa cao đấy. Ủa mày